nói gì cái tai mà luôn á. Nghe ông nói ghê không? Ai nói đây là ông lão U70 đâu? Thấy chưa? Ông lão U70 nè bà Nhi. Leo dữ luôn á. Bắt cá này nọ đủ thứ hết trơn. Đã chưa? Xuống chưa? Xuống rồi hả chị? À, đây. Đây. Do là dướng dây câu cho nên là cái tình hình đó là phải nhờ ông nội leo lên nữa mà lấy dây câu. Đó. Cái ông nội leo xuống chưa? Ông nội quá trời cháu luôn. Nghèo thì nhiều tiền, nhiều bạc, cái con cháu không thua ai hết.